Cảnh an toàn rồi. Ra cái xuống đấy. Hả? Điện đó. Thì vừa cái kia thả phát lên cái này. Không lên lỏi á? Không lên lỏi à? Thế nó mang về luôn à? Kia có thằng mã cháy vừa đang thả vừa đang lên nuôi ăn kìa. Cái này cho tắm bùn luôn rồi. Mang chỗ làm nhiều nước cơ, chỗ ít nước quá. Gãy mẹ rồi. Giờ về thay cọc khác rồi. Kia có cái đồ đỏ của bọn đồng đạo nó lên rồi. Lên mà mày không mang, mày mang về chứ thì lên vẫn lên bình thường. Thả mình chưa à? Mày là trước hay thả tung hả? Ừ. Trước có cái không mất, cái đấy lên kêu ác thế mà mất nhỉ? Thấy bảo đời đấy mất à? Có đâu? Ừ, thấy mà nào có mày mất vậy? Thằng nào nó lấy, nó cắt dây rồi lấy. Đời đấy có 6 kêu sao lại nhỉ? Dụng rồi. Về thay cọc khác à, cọc đấy, cọc kia. Cho mẹ cọc phíp mình gãy, không gãy được. Cái kia của thằng con thắng củ cái sao? Thì mẹ thằng đấy nó có cái thấy lên lắm được chưa vậy? Sao là không bị mất đợt năm ngoái? Ừ, mà là nó lên mấy ngày xong nó đứt lên phát kìa. Công nhận là đợt trước nó có cái con lên thật ấy. Thả mấy ngày luôn. Thôi đây là tắm mát đã xong. Thấy mày quay diều ra quay. Định sang mày cháy quay kia nhưng nó lên đã mất rồi. Giờ quay cái xuống vậy. Thôi về nhá. Cái đỉnh con tre nhé. Để lên cao thế. Thank you.
đều vãi luôn nha. Trên đỉnh ngọn kia rơi xuống vừa đầu. Ý, nền thế. Con này diều đen, đuôi trắng đen, đen trắng, diều đen. Gió chưa? Gió đưa cành trúc la đà là đây. Vãi luôn.